Body, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Mỹ Ngọc. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách làm củ cải muối. Rồi bây giờ nó đang trong giai đoạn là sắp xong hoàn thành sản phẩm củ cải muối. Là đây là một món ăn rất là ngon cho mình trong những cái nồi canh các anh bạn. Mình có thể là mình nấu kèm với cà rốt, khoai tây, cải đỏ thì củ cải muối mình tạm dịch ở trong tiếng Anh Ngọc gọi nó là carrot sauce, có nghĩa là củ cải cộng với muối. Thì nó là xuất phát là từ củ cải trắng đó các anh chị. Là khi các bạn sắt nguyên củ cải trắng đó, sắt ra làm tư như thế này, làm góc tư của nó, nguyên củ cải tròn thì các bạn sắt bề dọc của nó, các bạn lấy dao các bạn sắt dài ra làm bốn góc, thì các bạn sẽ để nó phơi rửa thật là sạch, thật là sạch, và các bạn nhớ là phải để nguyên vỏ nha các bạn. Thì khi ấy cái củ cải trắng của mình nó sẽ tươi, rất là tươi, cho nên các bạn để cho nó khô dần. Sang ngày hôm sau thì các bạn sẽ đem đi phơi nắng, các bạn để chỗ nào mà nắng nhiều nhất, rồi phơi ra từng miếng như thế này. Thì các bạn sẽ để cho nắng nó làm cho củ cải nó queo lại như thế này. Thì từ từ nó queo lại rồi thì các bạn sẽ thấy đến hôm nay là bữa nay là ngày thứ ba, ngày thứ tư gì đó rồi, thì Ngọc đã thấy là mẹ làm nó rất là hay á, là cái củ cải này nè nó từ từ nó queo lại, tự nhiên ở đâu độ mặn nó có. Thế là khi các bạn rửa, trong lúc rửa để phơi nó phải để muối vô rửa, tự nhiên cái hơi mà ánh nắng trời chiếu xuống với cái sức chịu đựng thì nó sẽ là nó quá nắng, nó nắng và nó làm cho củ cải nó khô lại, nó teo lại dần mà nó co lại, cho nên nó sẽ càng mặn lên thêm, thì cái độ mặn nó sẽ rất là ngon. Thì củ cải muối bây giờ vài bữa nữa thì nó sẽ hình thành rất là ngon. Thì trước giờ Ngọc thấy là mình thường ăn rất là nhiều mà mình không biết củ cải muối làm như thế nào. Hôm nay là Ngọc tặng cho các bạn một bí quyết nhỏ. Rồi, chúc các bạn làm cái món ăn này thật là ngon. Và khi mà củ cải muối xong rồi á, các bạn bảo quản như thế nào? Các bạn cứ để ở ngoài, ở trong tủ đồ của mình, và đừng có để tủ lạnh nha các bạn. Ai để tủ lạnh được cũng tốt, nhưng để ở ngoài ăn nó sẽ ngon hơn. Và các bạn có thể nấu củ cải muối là các bạn có thể sắc nhuyễn là để làm xôi, sắc thành sợi sợi đó, hoặc là các bạn có thể cắt thành miếng, từng miếng nhỏ nhỏ như này để nấu canh. Hoặc là các bạn cũng có thể tẩm bột cho các bạn đem đi, các bạn chiên chung với khoai tây hay là cá viên, bò viên, thì vân vân, rất là nhiều món ngon từ củ cải. Chúc cho các bạn làm cái món này thật là ngon và hấp dẫn.